Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Dự án kinh đào Phụ Nam đã nảy sinh thêm mâu thuẫn mới trên nền những mâu thuẫn cũ. Ngày 1 tháng 5, BBC Tiếng Việt cho hay, kinh đào Phụ Nam Techno, tác giả Campuchia chỉ trích Việt Nam tưởng tượng về chiến tranh với Trung Quốc. Theo đó, dự án kinh đào Phụ Nam Techno tiếp tục là chủ đề gây căng thẳng giữa Việt Nam và Campuchia, với việc hai bên chỉ trích qua lại lẫn nhau ngày càng gây gắt. Một bài viết trên báo Campuchia thậm chí còn chỉ trích các nhà nghiên cứu Việt Nam là đã tưởng tượng ra cuộc chiến với Trung Quốc. BBC dẫn phát biểu của Thủ tướng Campuchia Hun Manet tại Phnom Penh ngày 28 tháng 4 vừa qua, chia sẻ rằng việc xây dựng kênh đào này không phải xin phép nước nào trừ việc gửi các thông tin cần thiết tới ủy hội sông Mekong. Và đây là hình bài trên BBC. BBC cho biết trước đó ngày 26 tháng 4, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen đã mạnh mẽ gửi thông điệp không thương lượng gì thêm về việc đào kênh Phụ Nam Techno. Những thông điệp từ các lãnh đạo Campuchia được đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 11 tháng 4 lên tiếng đề nghị phía Campuchia phối hợp chặt chẽ với Việt Nam và Ủy hội Sông Mekong Cộng đồng Quốc tế về việc chia sẻ thông tin về công trình này. Theo BBC, đây là lần đầu tiên Bộ Ngoại giao Việt Nam chính thức lên tiếng về dự án kinh đạo Phù Nam Techno, cho thấy mức độ quan ngại từ Hà Nội đang tăng cao. BBC nhắc lại vào tháng 3 năm 2024, tạp chí Phương Đông của Việt Nam đã đăng bài dự án kênh đạo Phù Nam Techno lợi ích và hệ lụy của hai tác giả Nguyễn Đình Thiện và Hoàng Thành Minh. Trong đó nêu khả năng Phù Nam Techno được Trung Quốc sử dụng cho mục đích quân sự. BBC bình luận có thể thấy những phản ứng gây gắt từ ông Hun Sen và con trai Hun nhằm đáp trả lại những động thái từ Việt Nam. Và đây là hình kênh đạo Phù Nam Techno sẽ khiến Campuchia rời xa Việt Nam hơn. BBC dẫn một bài báo đăng trên tờ Comment Times, một tờ báo thân chính phủ Campuchia, vào ngày 18 tháng 4 với nhan đề Cuộc chiến tưởng tượng giữa Trung Quốc và Việt Nam với cái giá phải trả của Campuchia của tác giả Lev Chentavi. Bài báo này đã chỉ trích dữ dội bài báo của tạp chí Phương Đông cùng hai tác giả Nguyễn Đình Thiện và Hoàng Thanh Minh. Ông Chentavi viết rằng, đảng nhân dân Campuchia và đảng Cộng sản Việt Nam có một tình hữu nghị dài lâu và bền chặt, đồng thời cho rằng không thể có việc Trung Quốc đặt căn cứ quân sự ở Campuchia hoặc dùng kinh đào Phù Nam Techno để chuyển quân ở Campuchia. Ông nhắc lại, Campuchia chưa bao giờ muốn hay chấp nhận nước ngoài đặt căn cứ quân sự hay huy động quân sự ở nước mình. Bên cạnh đó, BBC cũng cho hay, Việt Nam và Campuchia đã trải qua mối quan hệ đầy biến động trong nhiều thế kỷ. BBC dẫn quan điểm của các nhà nghiên cứu cho thấy, mầm móng căng thẳng giữa Campuchia và Việt Nam đã xuất hiện từ thế kỷ thứ Bảy khi chân lập và đại việt tranh giành ảnh hưởng ở khu vực và đây là hình người campuchia biểu tình đốt cờ việt nam sự trỗi dậy của triều nguyễn và việc mở rộng bờ cõi về phía nam vào thế kỷ 19 đã sát nhập lãnh thổ mà người campuchia vẫn coi là campuchia krum thủy chân lập cuối cùng là sự kiện tàn khốc diễn ra trong giai đoạn năm 1978 đến năm 1989 kết thúc bằng việc Việt Nam can thiệp và lật đổ Khmer Đỏ. Tác giả Chan Vi cũng đã nêu ra việc Việt Nam chiếm đóng Campuchia là nguyên nhân dẫn tới việc Trung Quốc tấn công biên giới phía Bắc của Việt Nam. Trong bối cảnh BBC nhận xét, dự án kênh đào Phụ Nam Techno đầy tham vọng lại làm nảy sinh mâu thuẫn mới trên nền những mâu thuẫn cũ còn trầm tích và chưa được hóa giải. Phía Campuchia nhiều lần sử dụng các kênh truyền thông chính thống, thân chính phủ để đăng phát biểu của cựu Thủ tướng Hun Sen và Thủ tướng Hun Manit khẳng định rằng dự án này không ảnh hưởng gì tới các nước vùng sông Mekong đồng thời không có ý đồ chính trị nào cả. Tuy vậy, BBC cũng cho biết, những thông tin chưa rõ ràng về dự án tiếp tục khiến các nhà khoa học Việt Nam và thế giới lo ngại về nguy cơ tiềm ẩn mà kênh đào này gây ra đối với môi trường và hệ sinh thái dòng mê đặc biệt là vùng đồng bằng sông Cửu Long, nơi có tới khoảng 21 triệu dân sinh sống. Các nhà quan sát cũng không bỏ qua các nguy cơ về kinh tế, an ninh, quốc phòng và sự tham gia của Trung Quốc vào dự án này. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin. Dự án kênh đào Phụ Nam đã nảy sinh thêm mâu thuẫn mới trên nền những mâu thuẫn cũ. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin doanh nghiệp Việt tiếp tục rút khỏi thị trường. AFI tiếng Việt ngày 30 tháng 4 loan tin doanh nghiệp rút khỏi thị trường gia tăng nhiều hơn số doanh nghiệp mới thành lập. AFI dẫn số liệu do Tổng cục Thống kê công bố. Theo đó, số doanh nghiệp rút khỏi thị trường ở Việt Nam trong vòng 4 tháng đầu năm 2024 là 86.400 doanh nghiệp, vượt con số 81.300 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Bình quân một tháng có 21.600 doanh nghiệp rút khỏi thị trường. Tuy vậy, AFA cho biết, báo cáo của Tổng cục Thống kê nhận định, kinh tế Việt Nam tiếp tục có nhiều dấu hiệu khởi sắc với các số liệu, chỉ số về sản xuất công nghiệp và đầu tư nước ngoài tăng. Cụ thể, tính đến ngày 20 tháng 4, tổng vốn đầu tư nước ngoài FDI tại Việt Nam đạt gần 9,27 tỷ đô la, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 4 tháng đầu năm 2024, ước đạt 6,28 tỷ đô la, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam trong quý 1 tăng 15,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Việt Nam có xuất siêu đạt 8,4 tỷ đô la. Và đây là hình hai bản tin trên AFA. Theo AFA, Hoa Kỳ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 34,1 tỷ đô la. Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam và Trung Quốc trong quý 1 đạt 43,6 tỷ đô la. Trong đó, Việt Nam thâm hụt thương mại hơn 17 tỷ đô la. Thực tế, nền kinh tế Việt Nam đã suy thoái hơn 2 năm nay. Các doanh nghiệp vẫn luôn rời bỏ thị trường. Doanh nghiệp mới thành lập làm ăn cũng rất khó khăn. Ngày đầu tháng 4, AFA loan tin gần 74.000 doanh nghiệp phải rời bỏ thị trường trong quý 1, sản xuất công nghiệp giảm. Cũng dẫn nguồn từ Tổng cục Thống kê, AFA cho biết trong quý 1 năm 2024, có gần 74.000 doanh nghiệp phải rút lui khỏi thị trường, trong khi số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường đạt hơn 59.000 so với 3 tháng đầu năm ngoái, số doanh nghiệp phải rỗi. Số doanh nghiệp phải rời khỏi thị trường đã tăng 22,8%, trong đó số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh là hơn 53.000 doanh nghiệp, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, trái ngược với bản tin cuối tháng, bản tin đầu tháng 4 cho hay, kinh tế Việt Nam trong giai đoạn 3 tháng qua có mức tăng trưởng 5,6%, giảm hơn so với con số 6,7% so với quý trước đó. Khu vực sản xuất công nghiệp của Việt Nam cũng đang suy giảm theo số liệu thống kê mới công bố, giảm 6,8% trong tháng 2 so với năm ngoái. Đây là mức sụt giảm lớn nhất trong hơn một năm qua. Và đây là hình hàng triệu công nhân thất nghiệp hơn 2 năm qua. AFA cũng dẫn số liệu của công ty tư vấn tài chính Mỹ S&P Global Market Intelligence công bố ngày 1 tháng 4 có những dấu hiệu cho thấy nhu cầu tiêu dùng đang giảm trong tháng 3 dẫn đến việc sụt giảm thêm nữa các đơn đặt hàng mới bất chấp những giảm giá. Như vậy, câu hỏi đặt ra là vì sao lại có sự chênh lệch trong số liệu đều từ Tổng cục Thống kê của Việt Nam chỉ cách nhau 30 ngày. Và thực tế, kinh tế Việt Nam có dấu hiệu khởi sắc hay không hay tiếp tục sụp giảm. Tuy thời báo chấm đề không có được số liệu thống kê độc lập, không có các chỉ số kinh tế từ nguồn khác, nhưng có lẽ mọi người dân đều có thể cảm nhận được áp lực từ sự suy giảm kinh tế đối với đời sống gia đình và xã hội. Cũng liên quan đến việc hàng loạt doanh nghiệp rút khỏi thị trường đầu tháng 3 năm 2024, Báo công thương cho hay, đa số doanh nghiệp rút khỏi thị trường có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, nghĩa là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Cụ thể trong 2 tháng đầu năm 2024, số doanh nghiệp có quy mô dưới 10 tỷ ngừng kinh doanh là hơn 44.200 doanh nghiệp, chiếm 89,8% tổng số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh. Hơn nữa, vẫn theo báo công thương, phần lớn doanh nghiệp giải thể trong 2 tháng đầu năm 2024 có thời gian hoạt động ngắn dưới 5 năm với hơn 2.600 doanh nghiệp chiếm 73,1% tổng số doanh nghiệp giải thể. Nhưng thực tế cho thấy các doanh nghiệp lớn với quy mô hàng chục ngàn công nhân như Poyen Việt Nam, tuy không giải thể nhưng cũng sa thải hàng chục ngàn công nhân. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Doanh nghiệp Việt tiếp tục rút khỏi thị trường. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên youtube và facebook của thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới